Rồi chào cả nhà nha. Video hôm nay Hùng xin giới thiệu với mọi người là Hùng thêm một công việc mới, đó là sửa chữa qua bảo trì rồi mà tất cả các loại máy cưa lốc, máy cưa cây đó, rồi máy chạy hơi, máy phát điện, rồi máy hút nước, máy bơm nước, nói chung là 2 thì 4 thì. Rồi mọi người có cần thì xin liên hệ với Hùng nha, phục vụ 24/24. Số điện thoại Hùng là 0378424491. Ai có nhu cầu thì xin liên hệ với Hùng nha. Đó, đây là toàn cảnh, là cái máy này là máy dừa bơm hút nước ở mình gắn thêm một cái bộ phận đầu bên này là cái tuabin đấy, để mình hút nước từ cây rồi hút nước vào ruộng. Likey.